Vâng, chào bạn đến với chương trình review cùng công ty cổ phần kiến trúc Kisado. Tôi là Quân, phụ trách cổ phần của công ty. Hôm nay rất vui chúng tôi lại được tiếp tục hành quân về quê hương Thái Nguyên để giao những cái bức phù điêu đây dành cho gia đình của anh Tân đang thi công một cái ngôi nhà vườn mà chúng tôi đang thiết kế. Thì bây giờ chúng tôi sẽ bàn giao những bức phù điêu đẹp mà công ty chúng tôi đã sản xuất để dành cho gia đình anh, để làm sao cho khi mà vào cái ngôi nhà của gia đình anh thì nó sẽ đồng bộ nhất các bạn nhé. Ok. Cái này thì cũng chắc khá nặng em. Chắc phải đánh xe lại rồi bọn em sẽ khiêng vào. Khiêng vào trong nhà này hay là khiêng vào trong nhà bên này? Bên này. Bên này nha anh nhé. Vâng. Chưa xử lý nhé. Vâng, ok anh. Các bạn có thể nhìn rõ cái bức phù điêu của chúng ta đấy ạ, được đúc bằng bằng xi măng các bạn nhá, và được gắn các cái thanh thép chờ vào đấy để làm sao cho bức phù điêu của chúng ta có kết cấu vững chắc nhất khi mà được đưa lên trong quá trình thi công cũng như là trong quá trình sử dụng. Cốt thép. Vâng, có thép hết, thép có cái này thì chủ yếu là phi 4. Chỗ nào nó ấy quá thì sử dụng là phi 6. Chắc đại đa số là phi 4. Ví dụ những bức to nếu cần thiết thì để em sẽ liên hệ lại xem thử là có thì bọn em sẽ cung cấp cho anh ạ. Ừ, họ điện. Vâng. Hảo, cái đấy. Vâng. Thì...